Mở ứng dụng EcoFast để điều khiển robot DE53. Trên cái màn hình chính bạn sẽ thấy vị trí cắm sạc của robot, nó sẽ hiển thị robot có hình tia chớp. Trên màn hình sẽ có 3 phần, một phần là phần area, một phần là auto và một phần là custom. Trong cái phần auto mình có thể kẻ vẽ các bức tường ảo. Để có thể là cho robot nó không đi vào những cái vị trí đấy. Một cách là bấm vào hình vuông có một dấu cộng, sau đó làm vẽ lên trên cái bản đồ mà mình muốn robot không đi vào. Sau khi vẽ xong thì bấm vào nút có chữ V màu xanh. Đó. Và bây giờ tao sẽ bấm chạy. Thì robot sẽ chạy và sẽ không đi vào những cái có phần của bức tường màu đỏ. Phần thứ hai là phần custom. Phần custom là mình muốn robot nó chỉ hoạt động trong một vùng nhất định. Cách là bấm vào hình tên của hình ô vuông và cũng sẽ vẽ vào trên phần bản đồ. Nó sẽ hiển thị cái ô màu xanh. Và mình bấm nút chạy thì robot sẽ chỉ chạy và lao vào trong cái phần có ô màu xanh đấy. Bây giờ tôi sẽ thử phần auto. Phần area là để sẽ update cái phạm vi hoạt động của robot. Trên bản đồ bạn sẽ thấy robot đang di chuyển và nó sẽ không đi vào những cái vùng của phần màu đỏ, đó là những phần mình đã vẽ lên bức tường. Bây giờ mình muốn cho robot đang hoạt động nhà, mình không muốn robot hoạt động nữa, mình sẽ bấm vào nút có hình ổ điện và chọn End Task. Robot sẽ ngừng hoạt động và một robot tự động quay về chỗ cắm sạc, bấm vào tiếp tục vào phần ổ điện. Robot sẽ tự tìm đường về sạc. Nó sẽ kêu co một cái thì đấy là robot đã nhận sạc. Và trên cái app điều khiển mình sẽ thấy là hiện tại ở chỗ đốt pin là đang sạc pin.